Chắc hát rồi đó. Rồi cái anh này khi mà mình coi cái clip á thì thấy cái âm cuối phát ra thì theo em cảm nhận được là anh này hát hay. Nếu xét về phương diện âm nhạc, chúng ta thấy âm thanh mà bạn số 7 phát ra là loại tần số âm thanh rất gần với sóng âm được phát ra từ tiếng hát của Thu Trang. Vậy là em nghĩ nếu mà bạn này hát không hay là em nghĩ hay là cũng đúng, tại vì em lúc nào cũng nghĩ em hát hay. Sao ta cả biển lại chừng lối đi, sao ta cả biển lại chừng lối đi, sao ta cả biển lại chừng lối đi, đoàn tình ta có nhau bàn tay nắm chặt phải lâu, sao ta cả miệng cơm nhà sẽ chia một phim không thể khiến đôi tim nhạt hoa và ta lại gần nhau hơn nữa. Có như lúc tôi ta giận hờn thầm chẳng nhớ không một ai nói điều gì, thời gian cứ chậm lại từng giây phút xa quá dài. Nói nghe nè, cuối cùng ở đây ai cũng sai cái mình, tôi đúng hết à. Thì anh có thấy công nhận em đúng không? Anh có công nhận không? Cái vấn đề là em không thuyết phục được ông nội của mình. Em đi về đi. Sai rồi. Em sai gì? Mình ơi, triết học gia, đi về đi. Thôi nãy giờ là đúng hết, không sai gì hết. Tại vì đồng đội không tin tưởng tôi. À sao mình sẽ cái đó là tiếng Nhật anh. Thấy chưa? Tôi muốn hỏi thật chậm để bạn ấy kịp hiểu. Em tên gì? Em đến từ đâu? Em tên là Hong Seok-ho. Em đến từ Hàn Quốc. Em bao nhiêu tuổi? Em 28 tuổi. 28 tuổi. Công việc của em là gì? Em làm kinh doanh ở Việt Nam. Kinh doanh. Bao nhiêu năm rồi? Một năm rồi. Em trời ơi. Bán cái gì? Em bán kem tuyết Hàn Quốc. Em có biết một nữ ca sĩ của Việt Nam tên là Harry Won không? Dạ, em biết. Người đó anh nói là bạn trai. Anh nói là bạn trai hả? Anh Harry Won anh là bạn trai của anh Trấn Thành. Ok. Em ơi, em học tiếng Việt bao nhiêu năm rồi? Em học tiếng Việt 3 năm rồi. Vậy là trước khi qua Việt Nam, bạn ấy học tiếng Việt, qua đây làm việc mới có 1 năm thôi. Cái bài hát sau tất cả vừa rồi đó, em tập bao lâu em hát được như vậy? Em tập khoảng 3 tháng. Wow. Em biết không, em là người ngoại quốc đầu tiên có mặt trong chương trình này ha. Yeah. Và mang lại cho mọi người chúng ta đây những điều bất ngờ. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy nè. Cảm ơn em, chúc em công việc buôn bán làm ăn thuận lợi nha. Cảm ơn. Cuối cùng là Seo Park. Annyeonghaseyo. 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 Seo Park, can you speak Vietnamese? Speak Vietnamese? Dạ được ạ. Trời ơi, bối rối quá.
chơi. Bạn có rành về tiếng Việt hay không? Dạ không ạ, chỉ 50% được ạ. Và thì ra tôi thấy là bạn tên là Sơ và bạn hay gọi cái tên gọi thường ngày là Seo. Dạ yeah, Seo. Đúng rồi. Dạ Seo. Và không biết là cơ duyên nào đưa bạn đến với chương trình ẩm thực kỳ duyên ạ? À? Em thích nấu ăn và em muốn kiếm một cô gái phù hợp với em. À, kiếm một cô gái. Ngoài cái mà thích nấu ăn á thì Diệu Nhi được biết là bạn Seo rất là thích nhậu nữa đúng không ạ? Dạ, Seo rất thích nhậu. Seo đang kiếm một cô gái cũng thích nhậu. Và không biết là chị của em đó có bao giờ nhậu không? Chị em có nhậu chứ. Tửu lượng tốt không? Chai hay chai gì? Vậy là cũng có biết nhậu à? Hai chai đủ rồi. Hai chai đủ rồi. Nhậu cũng có những cái nét văn hóa riêng. Đó là uống vừa đủ, vừa có cảm giác với bạn bè, ngồi chơi với nhau, nói tâm sự và nói chuyện vui thôi. Hoặc là trong một bữa ăn mình uống một cái ly rượu vang thôi thì đúng rất rồi. Là tốt cho tiêu hóa và đẹp da lắm. Chứ không phải nhậu mà xịn say không tốt. Như vậy, chàng trai Hải Nam là người đã được Phương Linh chọn rồi. Cảm ơn bạn Seo rất là nhiều. Trước khi ra về, không biết là bạn Seo còn có lời nào muốn nhắn gửi đến bạn Phương Linh hay không? Anh rất vui được gặp em và chúc em may mắn nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn Seo rất là nhiều. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Rất là dễ thương. Cảm ơn bạn ạ. Và ngay bây giờ, cô gái ơi, em đi đâu đây? Giờ cho không chị thì em được không? Nhịn lắm, nãy giờ nhịn. Giờ không chị thì em được không? Rồi anh đi Gia Lai chưa? Em dắt anh về Gia Lai chơi. Đây là một bà em trực chờ cơ hội. Đúng rồi. Mà em lại rất là thích những người hát hay nữa. Lúc nãy anh hát chắc là Uyên cũng đã tìm ra tinh thịt rồi. Hai bạn nắm tay và dẫn nhau ra về. Xin mời. Ủa, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Đây mới là giai chính nè. Nữ phụ từ đầu chương trình đến giờ luôn tỏ thái độ thì ra là có lý do của nó, luôn trực chờ cơ hội. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Trái tim như con lắc cứ chuyển động không ngừng, khiến ta cảm thấy rất chảy chao đảo, là lúc tình đầu đã đến. Beautiful life, this beautiful day. 너에 비해 내가 있을 텐데. Beautiful.
tên là Chris. Anh đến từ Hàn Quốc. Hôm nay đến đây để gặp em. Em sợ tại vì tất cả thí sinh là người Việt, cho nên em nghĩ người Việt là thấp với em hơn. Và nhưng mà là bây giờ là rất là hồi hộp, nhưng mà để tổ tiên này là anh đang cố gắng hết sức, là cho nên anh hy vọng là em chấp nhận tình cảm của anh. Em biết nội dung bộ phim Goblin không? Nội dung bộ phim này, một con trai yêu tinh rất yêu một con gái, và cả hai người cách nhau đến hàng trăm tuổi, nhưng mà cuối cùng họ vẫn yêu nhau. Trái tim họ vẫn chung một nhịp đập. Anh hy vọng anh và em có một tình yêu như hai nhân vật. Trời ơi, ông đầu tư ghê không? Nhìn đây. Và anh rất thích là một câu trong bộ phim này. Khi người ta bắt được là một chiếc lá xong rồi xuống, thì sẽ có một tình yêu với người đang đi cùng mình. Hiểu không? Khi người ta bắt được một chiếc lá phong rơi xuống, thì sẽ có một tình yêu với người đang đi cùng mình. Hiểu không? Hiểu chưa? Là khi mà thấy được một chiếc lá rơi xuống, đúng rồi, thì là sẽ có một tình yêu, một tình yêu với người đang ngồi đối diện mình. Phải không? Đúng không? Thì em đi kia. Anh bắt được nó rồi. Thì em sẽ thiệt anh chứ. Cao lắm, ở ngồi lại đi. Không sao, không sao, không sao. Đúng rồi, chiều cao lắm rồi. Em đang đứng trước mặt anh. Mỗi khoảnh khắc được ở bên em, tất cả đều rực rỡ, tất cả đều tuyệt vời. Em có thể bên anh mãi mãi được không? This beautiful life. This beautiful life. This beautiful life. Khi ta bên nhau bước trên đường dài. Thời gian xa như có thể.
Quả là một phần trình diễn hết sức là lãng mạn. Anh Chris ở đây đã chia sẻ rất là nhiều với một cái ca khúc mà nghe cực kỳ ngôn tình, mà bất cứ một cô gái nào nếu mà nghe chắc chắn là không cần nhìn thấy thôi thì mình cũng đã cảm thấy rất là cảm động. Không biết là cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Em rất là bất ngờ phần tỏ tình của anh. Em cũng rất là thích những cái mẹo chiếc lá của anh. Em rất là thích cái tính hài hước của anh nữa. Thế còn cái thích cái tính hài ở chỗ nữa là đẩy con vô cái tuyết rơi, anh ấy đứng ở ngoài không có tuyết rơi. Tội nghiệp nhỏ lắm, con nhỏ đứng đây mới có 2-3 cục tuyết hà. Đẩm tay con nhỏ nhấn nhẹ vô. Lúc đó là tại vì em cũng đang tập trung hát. Bối rối. Không có nghĩ là tuyết rơi. Giọng hát của anh rất là trầm ấm. Trong lúc mà anh hát á, em có nhìn vô mắt của anh. Em cảm nhận được là nó rất là thật. Với lại nãy giờ khen luôn là rất là đầu tư, lượm đâu cái hình của con nhỏ con tôi đưa lên đó vậy. Ma mảnh vô cùng luôn. Cái màn hình, cái ảnh, rồi xong rồi chơi cái trò cái gì? Chiếc lá, rồi bông tuyết. Đầu tư quá trời. Có lòng thành, có lãng mạn, cái chất của người Hàn Quốc. Có chất hài hước luôn. Có hài hước, giống ba mẹ. Hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với thí sinh thứ hai. Baby shark doo doo doo, baby shark doo doo doo, baby shark doo doo doo, baby shark. Mommy shark doo doo doo, mommy shark doo doo doo, mommy shark doo doo doo. Con ô suy nghĩ ơn là đề tài đi học. Ocean, một cậu bé đến từ Hàn Quốc. À, Tokyo, Tokyo. Ocean. 한국처럼. 아, 이거 최강입니다. 한국처럼. 한국처럼. 다 알고 쓰는데. 다 알고 어떻게? Excuse me. Mình để dành. I don't understand anything. Mình để dành tiếng Hàn để lát nữa giao lưu với bé chứ bây giờ không có hiểu. Hồi nãy bé là nhảy cho vui thôi, mấy cô mấy chú tập cho bé liền. Bé quay cái bài Baby Shark dễ thương. Nhảy là không phải rồi đó. Nhép miệng cũng không khớp luôn. Nhép là không trúng rồi đó. Nói chung là bé sẽ có một biệt tài đặc biệt, phải coi gợi ý mới biết. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với 5 gợi ý của chương trình. Bé Oceanian hướng dẫn tái chế đồ gia dụng, ngoại ngữ, diễn xuất,
vẽ tranh đồ vật, bảo vệ môi trường. Hát cái bài đó có khi nào về bảo vệ môi trường không ta? Trời ơi, nói thiệt nha, tất cả những dữ liệu này đều có thể xảy ra mới chết chứ. Thật ra em nhìn cái gương mặt của bé á, lúc đầu á, lúc mà hiện ra cái đáp án là bảo vệ môi trường á, em nghĩ là bé sẽ sử dụng cái tài năng là nói tiếng Việt của mình để mà thuyết trình về cái việc mà hướng dẫn mọi người bảo vệ môi trường như thế nào. Chắc là hướng dẫn tái chế đồ gia dụng đi, cái đó nó thú vị. Đúng rồi, khá thú vị. Bảo vệ môi trường nếu mà khó, để thuyết trình một bài đã khó. Ti nghĩ sao Ti? SC thì nghĩ rằng là nó sẽ nằm ở hai trường hợp này là cao nhất, là ngoại ngữ và hướng dẫn tái chế đồ gia dụng. Theo như mà ông bà ta đã truyền đạt lại ngày xưa, hai con thanh xà bạch xà mỗi lần nói chuyện mệt thấy sợ luôn việc á. Trong những trường hợp nguy cấp nhất, hãy đợi đối thủ nói đáp án rồi copy bát. Và trong những trường hợp đó, bộ nghĩ là đối thủ sẽ không đợi em ngược lại à? Vậy là ST với lại anh Huy chốt đáp án là ngoại ngữ là đáp án của tôi. Ngoại ngữ. Còn đợi anh Thành và Ngọc. Rồi, chốt đáp án hướng dẫn tái chế đồ gia dụng. Ngoại ngữ và hướng dẫn tái chế đồ gia dụng. Để biết là đáp án của hai bạn bình luận có chính xác hay không, chúng ta sẽ cùng gặp bé tài năng nhí. Hello. 전 6살입니다. 전 한국에 살았습니다. 아, 너 이거? 노래? 노래? 아, 야, 한 번 더. 한 번 더? 네, 네. 안녕하세요. 전 오승현입니다. 전 6살입니다. 전 한국에 살았습니다. 아, 그러니까 bé nói là bé tên là Oh Sung Hyun. Bé là người Hàn Quốc. Đúng không con? Rồi, thiếu thêm một cái nữa. À, cái đó cô Ngọc không biết. Dạ bộ lướt chứ nhỏ hả? Lướt thì được cái đó. Là con nói là con là Oceanion. Và trời, con ơi, đến từ Hàn Quốc và con 7 tuổi đúng không? Đúng rồi đó. Mặt chí. Chính xác. Mặt chí. 맞아요, 맞아요. 맞아, 맞아. 맞아. Oh, kéo mẹ. Vâng. Con trai được đó, con trai được đó. Kéo mẹ. Yeah, quan tâm chơi cù. Vậy ngày hôm nay á, con tới đây á là con muốn thể hiện cái tài năng gì cho mấy cô chú coi nè. Đoán đi. Đoán nữa hả? Cái gì đoán sai có dụ phạt đó nha. À, đúng rồi, không mấy cô chú đón rồi. Nè là chú Ngô Kiến Huy với lại chú ST là đón con là giỏi ngoại ngữ. Cô phải nói đội 1, đội 2 chứ. À không được. Nói đi cho nhỏ biết đường nói. Đội 1 của chú là đoán con rất là giỏi ngoại ngữ. Đội số 2 là đoán con là Hướng dẫn tái chế đồ là gia dụng. Có đội nào đúng không con? Có á. Có một đội đúng rồi. Con đang chỉ bằng chú mà. Vậy ngày hôm nay á, con tới đây á là con muốn thể hiện cái tài năng gì cho mấy cô chú coi nè. Hay là bây giờ con trình diễn luôn để thể hiện cho mấy cô chú thấy được không? Bây giờ con bắt đầu bên giá vẽ trước. Tôi lo quá, mai mốt con tôi vậy chắc tôi chết quá. Hỏi hoài. Nó cứ dặn dẹo ba nó hoài kiểu mà. Con sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ở bụng biển rất xinh đẹp, có bốn bạn, bạn cá, bạn rái cá, bạn rùa và bạn ốc. Ngày nọ các bạn đang chơi uăn quen, nghe tiếng ồn ào trên bờ biển. Trời ơi, cứng quá. Rồi các bạn để nhoi cái mặt lên bờ biển, thấy người ta đi tắm biển. Rồi, bốn bạn thấy người ta đổ cái gì đó xuống biển. Bạn rùa nghe thấy tiếng bạn ốc kêu: "Cứu tôi ơi, cái gì mắc vào người tôi mà
tôi không thoát ra được. Rồi bạn rùa thấy bạn rá cá kia, cứu tôi với. Cái gì chùm vào người tôi mà tôi không thoát ra được. Tới nhà bạn cá, bạn rùa nghe thấy bạn có kêu, cứu tôi với. Cái gì dướng mắt vào người tôi mà tôi không thở được. Một mấy phút sau, bạn rùa cũng bị dướng cái gì đó, bạn rùa không biết làm thế nào. Cuối cùng bạn rùa lớn lên, cơ thể của bạn rùa đã phát triển thành lớn lên, nhưng mỗi cái chỗ kia vòng đó nó đây, không có lên được. Bạn cá bị dướng cái dây và người bạn cá không có thở được. Ồ, tội nghiệp bạn cá quá. Còn bạn rái cá. Bạn rái cá thì đã bị cái lưới quấn vô cái cổ. Bạn ốc thì bị dướng vào Một cái chai. Dạ, cuối bộ phim mất hết nhân vật. Trời ha ơi. Vậy thì bây giờ nếu như mà mình muốn bảo vệ mấy bạn cá ở dưới để cho mấy bạn cá không có bị chết nữa, vậy thì mình phải làm sao? Vậy thì mình phải bảo vệ môi trường. Xuất sắc, hay quá. Vậy hôm nay cô thấy con mang mấy cái đồ này trên bàn là để làm gì ta? Để con giới thiệu cho mấy cô chú biết là mấy cái này muốn phân hủy còn mấy năm và mấy tháng. Bỏ. Cái này là hộp giấy, nó muốn phân hủy nó phải còn 2 đến 6 tháng. 2 đến 6 tháng. Cái này là vỏ trái cây, mình muốn phân hủy cái này nó cũng phải còn 2 đến 6 tháng. Cái này muốn phân hủy phải còn 20 năm. 20 năm. Còn cái này? Còn cái này là chai nhựa, nó muốn phân hủy nó phải còn 500 năm. À, 500 năm. 500 năm. 500 năm là bao nhiêu năm vậy con? Là rất nhiều năm. 500 năm là rất nhiều năm. Cái này cũng phải 500 năm. 500 năm. Đố con, một thế kỷ là bao nhiêu năm? 100 năm hả? Yeah. Vậy thì bây giờ 500 năm là bao nhiêu thế kỷ? 500 năm là năm thế kỷ. Cảm xúc vui nhất con. Đúng rồi, vừa cho vừa nghe. Trời bớt ba cái thằng Ngọc đó đi. Ơi, cô kêu là con lúc giỏi. Nãy sao con? Lúc nãy con thấy cô giơ tay số 5 lên, với lại lúc số 1 thì cô giơ tay số 1 lên. Nó dạch mặt cho vừa. Cái bớt cái thằng kỹ lại. Trời ơi, một cậu bé liêm chính nè. Con đứt người ta rất là ngoan và rất là tự lập ý thức, chứ không phải cần những cái người mà ăn gian ha, mà chỉ được chỉ xui để bị dạch mặt vô mặt. Đã gì bị dạch mặt không cảm ơn mà dạch mặt. Thương em thương quá. Con ơi, con cho cô hỏi cái nè, con học tiếng Việt được bao nhiêu lâu rồi? Đây nè cô, ở đây nè con. Dạ con học tiếng Việt được 10 ngày rồi. 10 ngày nghỉ luôn rồi. Không, cô giáo tới nhà con dạy rất tích tệ. Xong 10 ngày sau, con kêu cô giáo nghỉ được rồi. Mẹ con dạy là tốt rồi. Dạy căn bản, sau đó là bé thấy là đủ rồi. Bé nói là cô giáo có thể đi về để mẹ dạy sẽ độ tuyệt hơn. Đúng không? Vậy là đứa nhỏ nó biết tiết kiệm cho gia đình đó. Đúng rồi. Nó ý thức được là cô thôi, cô nhiêu đó đủ rồi nha cô nha. Vậy thôi, cho vui 10 ngày, cho có kỷ niệm vậy thôi. Con ơi, con có nghe nhạc, có thích nhóm Big Bang không? À, con biết Big Bang đó. Nhà Hà Nội của con ngay chỗ có quán ăn á hả? Ủa con ra trên màn hình này luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi đó con. Xỉu bùm. Con có hình phạt nào dành cho mấy cô chú không? Trời ơi. Sao đội trưởng? Ai là bạn trai của Hollywood? Chú chấp hành đúng không?
Hollywood. Không phải chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành phải bắt cô đó hát tiếng Hàn Quốc. Ôi, con ơi, xuất sắc quá, cho về cái đi. Đây, ngồi rồi, yên mở loa luôn. Có nghe không nha? Có micro không? Đây, mình sẽ nghe bằng điện thoại nè. Mình sẽ nghe thôi nha. Con đọc chữ được rồi nha. Biết ngay rồi mà lạ nhá mà. Rồi, biết đọc chữ nha. Chú phải ghi Hollywood ở đây. Chú Trấn Thành biết hát không? Chú biết hát. Chú Trấn Thành hát đi. Là chú hát bài tiếng Hàn nha. Chú hát bài tiếng Hàn, đừng có hát tầm lum tạ lạc. Không, con sẽ giận chú Trấn Thành. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. 미치듯 사랑했던 기억이 추억들이 나를 찾고 있지. Xuống tặng bông hoa, tặng hoa cho chú Trấn Thành. Cái này đâu phải bông hoa đâu. Không quan tâm. Tại bà Sam, tại bà Sam không quan tâm. Sao vậy con? Hát hay ban thưởng. Cảm ơn con. Con trai, bây giờ con muốn phạt chú Huy với chú ST với cô Lan Ngọc làm gì nè? Cô Lan Ngọc là ai? Ba chú kia hả? Không, đây là cô Lan Ngọc này con. 1, 2, 3. Ấy là một chú, một cô á hả? Đúng rồi. Giỏi quá. Nhận ra được. Đội trưởng ơi, đội trưởng quá giỏi. Còn đầu chương trình giờ nó tưởng Lan Ngọc là đàn ông. Con trai ơi, bây giờ con phạt ba cái con người này cái gì, phạt chú nhảy bài baby shark của con được không? Đúng rồi. Bây giờ con là khán giả, bây giờ con là teacher, con ngồi đây. Con ngồi kế chú Thành. Ba cái người này nhảy, ai nhảy đẹp nhất con tặng, đúng không con? Nha. Rồi. Rồi con ngồi đây. Ba rồi. Người lên đi. Xin mời. Ok. Theo con ai là người nhảy xấu nhất? Giống như chuẩn bị lên ngồi đầu đài. Thôi. Rồi, phạt tiếp. Em không biết là anh làm gì trong cái chương trình này mà sao từ đầu tới cuối vô dụng. Con biết ai đẹp nhất? Ai đẹp nhất con? Dù. Trời ơi. Bây giờ cái chú này là sai nè, là phải hít đất 10 cái đúng không con? Hít đất là cái gì? Hít đất là cái này nè. Ok. Ok. Rồi. Ăn tiền của chương trình ngồi ghế nóng đâu có dễ. Đâu có dễ, tưởng tượng MC đứng qua đây khỏi ha. Có lẽ đi. Ai muốn đẩy vậy? Đẩy hết hồn đi à. 10 cái phải không con? Đếm đi con, lên đếm, đếm lên nha. Đếm. Rồi, con đếm bằng tiếng Hàn nha. Con đếm bằng tiếng Hàn nha. Đếm tiếng Hàn nha. 1, 2, 3. Hana, 2, 3. Net, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ding, 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 ding. Trời ơi, con ơi, lại đi một cái. Con đi đâu nữa? Chú Huy làm sao mà không đáp ơn chú Huy quản cầm. Con ơi, con hãy về đây để chúng ta làm một nhóm nhạc nam nào con. Hồi nãy chú Thành chỉ nghe thấy là có bạn nhỏ nào nói thích cô Harry Won. Chú Trấn Thành đúng không? Đúng rồi, đây là chú Trấn Thành nè. Chú Trấn Huy đúng không? Chú Trấn Huy. Ai nhảy con ơi, tặng cho con một cái dòng tái chế nè con. Dòng tái chế là cái gì? Ai hát tặng cho con một bài hát đó. Kim dài là thích. Là đội được chọn. Đội được chọn đi. Con ơi, các bạn nam phải về với các bạn nam có thể chơi với nhau được. Con ở đây có một bạn nam chơi với con và có một bạn nữ. Bạn nam đó nữa. Có tuổi rồi, bạn nam đó sẽ không chơi được nhiều với con đâu. Hai bạn nam không có tuổi đó càng vô dụng hơn, không thể chơi với con được. Con ơi, con không biết làm như nào
Bên đây thì nhiều quà, còn bên đây thì nhiều người yêu thích. Không biết xem bên đâu. Con thích sự trẻ trung năng động với những điệu nhảy nóng bỏng. Con có muốn chơi siêu nhân gao hay không? Super. Six working together to fight you. Bên nào đội đẹp trai, con hay vào bên đó. Con ơi. À, vậy là xong rồi. Đây, kim ngắn là bên đội của anh Huy, con là bên đội của anh ta. Quảng dân chủ à? Ai cú? Bây giờ. Ông quan dân khuyệt ta. Bây giờ mình nói mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi, kêu quý vị hãy bình chọn cho con đi. Nhìn cho đây. Cố lên con trai. Hana, two, set, go. Các bạn ơi, mình tên là. Mình tên là Ocean Gion. Các bạn hãy. Các bạn hãy. Bình chọn cho mình. Bình chọn cho mình. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Ơi, có duyên quá cái thằng. Trời ơi.